Già Thiên tập 278 Lúc bây giờ, cách đó không lâu, bọn họ tiến vào chỗ sâu nhất của Ba Sơn, hiếm thấy vết chân người, quẹo trái quẹo phải, đột nhiên biến mất trong dãy núi, tiến vào một khu vực mênh mông hơn. Sơn núi cổ san sát cổ thụ che trời, vận hú hổ gầm, là một vùng đất cực kỳ nguyên thủy, như là đã mấy ngàn năm qua không có nhân loại tiến vào. Quả đúng là như thế. Diệp Phong gật đầu, vạn yêu cốc ở trong một khu vực rộng lớn không người cũng bị thượng cổ tại trận vây quanh, ngăn cách cùng thế gian. Thời thượng cổ có một vị yêu thần ở đây tu luyện, sau đó lại có một số đại yêu nổi danh đến tìm nơi đường tựa, bởi vậy dần dần trở thành một chỗ thánh địa của yêu tộc. Có tên là Vạn Yêu Cốc, bởi vì trong cốc không chỉ có một loại yêu, mà có đủ mọi tộc loại đều có. Qua các thời đại đều đã đề cử ra ba vị cốc chủ, đều là hạng người pháp lực thông thiên. Vạn Yêu Cốc nhân tài đồng đúc, yêu tộc thật là nhiều nếu thực sự dựa theo thế lực mà nói, trên thực tế là kế thừa thịnh vượng và cường đại hơn so với ba đại yêu thần khác. Cách từ rất xa, Diệp Phàm đã nhìn thấy một thùng lũng thật lớn, nơi đó yêu khí rồng lên tận trời, sương mù vẩn quanh như là một yêu mà tuyệt thế đang ngủ đông. Thật sự là một chỗ thánh địa tu yêu. Hắn quan sát sân xuyên địa thế, đây là địa phương xuất ra yêu, dựa theo ghi chép trong nguyên thiên thư, có thể có yêu hoàng thượng cổ hóa đảo tại đây mới thành tựu kết cấu địa thế như vậy. Có rất nhiều tiểu yêu xuất hiện trong thùng lũng, nhảy lên nhảy xuống rất náo nhiệt. Diệp Phàm thầm cân nhắc, địa phương này hưng thịnh như thế, nó không chừng thật sự có cả vạn con yêu. Bồn cái đại kỳ màu đen cắm ở trong cốc bảy pháp phới, phê trên có viết ba chữ vạn yêu cốc. Mỗi lần pháp phới dường như đều có thể rời núi lớp biển, phát ra từng tràng tiếng sấm khi thế phỉ phạm. Bỗng nhiên trong vạn yêu cốc, cổ nhạc đồng loạt treo vang, một đám đại yêu đi ra tiếp đón, yêu khí ngập trời, khí thế kinh thiên như là tiếng ngạo thét của thiên địa. Khách quý tới cửa, xin thứ cho không thể nghênh đón từ xa. Ở giữa là một con khỉ, miệng như tiền lôi, mặt chớp động, hòa nhãn kim tinh, bộ lông toàn thân ánh vàng, trong không khác gì một con đấu chiến thánh viên. Diệp phong ngẩn ngơ, thiếu chút nữa, hắn kêu ra một tiếng, thật quả giống như là người từ bắt đầu kia vậy. Bên cạnh, con vươn tinh nhỏ lại nhỏ giọng nói, đây là tam cốc chủ của bọn hắn xin lỗi tên của tam cốc chủ là gì hậu vương miệng thiên lôi mắt hỏa nhãn kim tình lộ tài thực thính trả lời thẳng tồn ngộ không diệp Phạm sợ run đường trưởng hóa đá ngay tại sao lại có thể kỳ ảo như vậy một con khỉ toàn thân lông vàng óng ánh mắt tỏa hỏa nhãn kim tình miệng lần như thiên lôi tự xưng là tồn ngộ không phía sau đi theo một đám đại yêu cảnh tượng này thật đúng là không thể tìm được khiến người ta phải kinh ngạc Diệp Phong ngẩn người hồi lâu. Đây là chuyện gì? Thật sự, dân có tính đảo điên. Chẳng lẽ ở trung thổ thực sự có tôn ngộ không từng đi Tây Thiên Thịnh Kinh sao? Hắn mở thiên nhãn lặng lẽ mà xem. Thì con kỳ này, thai cốt bất phàm, thể xác khác biệt. Loại thể chất này thật hiếm thấy. Nếu không sinh ra ở thời đại mạt Pháp, tương lai ắt sẽ có một phèn thành tựu lớn. Ngày nay, hắn ở hoa lòng bí cảnh, đương thời có thể nói là một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Ở thời đại không có đại thần thông giả này, hắn sừng tồn ở thế gian không người nào có thể áp chế được hắn. Xin ra mắt Diệp Huynh. Có kỳ này tiến lên, một đám đại yêu đều mang theo vẻ mặt kính sợ cùng cúi mình thỉ lễ. Diệp phàm hoàn lễ, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Tô Ngộ Không gặp mặt ở đây, cùng hậu tử ở một chỗ tình không khác giống nhau như thế. Rốt cuộc là chuyện gì? Vạn yêu cốc, thực rất bào đà hùng vĩ, vạch đá bốn phía cao ngất trong mây, bàng bạc mà nguy nga. Cốc lớn bao quanh, đủ để chứa vài tòa thành to lớn siêu cấp. Mới vừa tiến vào trong cốc, liền thấy mấy cái thác nước cao tới cả nghìn trượng, từ trên vách đá đổ xuống một mảnh trắng xóa, phản chiếu ánh mặt trời muôn màu muôn vẻ vô cùng tráng lệ. Thùng lũng rất sâu, nơi đây bốn mùa xanh tươi, cảnh vật dọc theo đường đi vô cùng xinh đẹp. Trên đường có rừng đá, có hồ nước trong xanh, như là tiến vào một tiểu thế giới thiền nhiệt trong công có từng phiến từng phiến vườn trái cây màu vàng kim đầy quả chín đỏ rực mùi thơm ngạt ngào ập vào mũi và lại còn có từng tòa từng tòa dược điền trồng đầy các loại hoàng tinh hạ thủ ô nhân sâm rất là xuất thế có khi này dường như ý thức được diệp phàm để ý và kinh ngạc về cái tên thực đặc biệt của mình ở trên đường hắn cười giải thích hắn từng xem qua truyện tây du ký của phạm nhân cảm thấy đường có chút ý tứ liền tự mình kêu lên một cái tên như vậy Diệp Phạm tức cười, không ngờ lại là chuyện như thế. Nghĩ lại cũng phải thế thôi, con khỉ này xem ra cũng không phải là một lão yêu. Tu luyện tới này hẳn là còn chưa vượt qua 300 năm. Bên cạnh, rất nhiều đại yêu đều rất kính nể. Nói tam cốc chủ pháp được thông thiên cũng chỉ tu đạo mới 230 năm mà thôi. Ở đương thời xem như hiếm thấy. Diệp Phạm gật đầu, tại nhân đại này, tu đạo hơn 200 năm có thể đạt tới hóa lòng bí cảnh, coi như là trời sinh dị bẩm cũng liên quan tới thải cốt bất phạm. Trong đất thục nhiều phiền hậu, trong ngàn vạn con khỉ chỉ có một con đắc đạo. Có thành tựu như vậy cũng là nhờ tù đạo trong thánh thổ yêu tộc của vạn yêu cốc cũng coi như hợp lý. Nói chuyện với nhau một hồi, Diệp Phạm biết được con khỉ này tự xưng là hậu đại của đại thánh viên tộc mà còn được tạo chính thống của thánh viên cho nên tu thành hình dáng như vậy. Dựa theo sách cổ mà nói, phàm là khỉ vượn có thành tựu lớn đều sẽ tự động tiến hóa theo hướng thánh viên, cuối cùng hình dáng đều là miệng thiên lôi, mắt hỏa nhãn kim tinh. Diệp Phạm thầm nghĩ, hay là bộ tộc đấu chiến thánh viên Thái Cổ đã tới địa cầu rồi lưu lại hậu đại, chỉ là sau này huyết mạch thoái hóa mà con khỉ này lại đã xảy ra một ít dấu hiệu phản tổ. Hắn cũng không nói ra, bằng không chiêu theo tính tình của con khỉ này cũng không chừng sẽ tức giận với hắn. Đoàn người đi tới chỗ sầu trong vạn yêu cốc, địa thế càng bao la hùng vĩ hơn nữa. Trong cốc lớn buồn hoàn hình trạng, khí tường hỏa bốc hơi, yêu khí hướng lên không trung, xen lẫn cùng một chỗ, quấy đảo thành gió mây nổi lên khắp nơi nơi. Đây quả thật là một địa phương thánh thổ tù luyện. Tạm cốc chủ là một con vượn tinh không tầm thường, hòa nhãn của nó có thể nhìn thấu hư ảo, mắt thần sáng như điện. Khi Diệp Phàm còn cách thùng lũng, ngoài mười mấy dặm, nó đứng trên vách đá, thấy được hắn, nhưng lại nhìn không thấu tu vị của hắn trong lòng chấn động mạnh, vì vậy nó tự mình đi ra người đón. Diệp Phạm thực trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây, hỏi về lời giải bằng bác thiệt hài giả, rất có mùi vị khởi bình vấn tội, bởi vì hắn đã xác định là vạn yêu cốc gây nên. Trong công có một tòa thành trì phi thường cổ xưa, đúng là xây dựng từ thời thượng cổ, chưa nói tới to lớn cỡ nào, nhưng lại có khí thế kinh tầm động vách. Vách tường màu đen, tất cả đều đã dùng mặc sắc tình thạch xây thành, chiếm diện tích không tính rộng lắm, nhưng khiến tâm hồn người ta khiếp sợ là yêu thánh thượng cổ tự tay dựng thành lưu lại dấu vết của thánh đoàn người tiến vào thành nội thượng cổ đi vào một tòa phủ đệ sau khi mời diệp phàm ngồi xuống tam cốc chủ tự mình giải thích năm đó bọn họ quả thật có hành động nhưng vẫn không hại người chín con rồng các quan tài hạ xuống đỉnh thái sơn sau đó lại rất nhanh khởi hành bay đi năm đó chấn động thiên hạ các giáo đều kinh động đầu tiên tất cả đều làm cùng một phản ứng vạn yêu cốc là thánh địa yêu tộc trong thiên hạ, tự nhiên sẽ không lạc hậu. Ngay tại cùng ngày, liền cho điều tra bối cảnh của mọi người, phản ứng nhanh chóng nhất bởi vì ba vị cốc chủ tự mình xuất động. Về phía gia đình bàng bác chính là tam cốc chủ tự mình điều tra ra, thấy trong cơ thể tộc này có dòng máu mong manh của yêu huyết tượng cổ. Trong lòng hắn lập tức vừa động, nghĩ đến chín con rồng kéo quan tài như thế nào có thể có nhận quả, liền an bài một con yêu tinh hóa thành hình dáng của bảng bác xâm nhập tìm hiểu về gia tộc này. Đáng tiếc, xâm nhập tra xét mười mấy năm cũng không có thu hoạch gì lớn, thậm chí không biết gia tộc đó Đã chủng tộc nào ở thời thượng cổ. Cuối cùng, tệ nhiều tình kia độ kiếp, bị lôi kiếp đánh chết. Đến tận bây giờ, bọn họ cũng không có tiếp tục điều tra nữa, bởi vì cảm thấy không cần thiết nữa. Rất nhiều vọng tộc thượng cổ đều đẫn độn phai mờ đi trong chúng sinh, quy về bình thường. Chúng ta thực ra cũng không có làm lỗi gì với bảng gia, Ngược lại tình yêu tình kia không có lòng hại người mà còn thay người mất tích làm tròn hiếu đạo đến mười mấy năm. Tam cốc chủ cất tiếng nói. Diệp Phạm im lặng, hắn nghĩ tới dò tìm được trong trí nhớ trong lòng phụ thần của bảng bác. Khi con yêu tình kia uống rượu, từng nói bọn họ là yêu tộc thượng cổ. Kết quả bị bảng phụ tát trong một cái vào miệng đến tình cả rượu luôn, nhưng vẫn không trả đòn. Mặc dù lúc ấy có tỏ vẻ khác thường, nhưng cũng không có đối xử bất kính. Hắn chỉ có thể gật gật đầu, cũng không có vấn tội. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn hẳn là thở ra một hơi dài, bởi vì chân chính bàng bác còn ở tại bắc đầu, vẫn như cũ còn sống. Hết thảy điều này hắn đã sớm dự đoán ra, được hành trình của vạn yêu cốc chỉ là để chứng thực mà thôi. Quả nhiên đúng là như thế. Nếu được đến tổn cùng, biết rõ là nhân quả như thế nào, Diệp Phàm chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Hắn đứng trong tòa thành thượng cổ nhìn lên bầu trời, yên lặng đến suốt thần. Rất nhiều cô nhân đều ở một chỗ tình không khác. Mọi việc ở địa cầu đã xong. Thế nhưng hắn lại không quay lại được. Nên đắc đạo thành tiên là lựa chọn duy nhất của hắn bây giờ. Tam cốc chủ thịnh tỉnh tiếp đái. Mời hắn ở lại vạn yêu cốc thời gian dài. Cùng tham khảo tù luyện. Diệp Phạm từ chối. Tuy nhiên cũng không có vội vã rời đi. Cũng muốn nhìn thử xem chỗ đặc biệt của thánh địa yêu tộc. Đại cốc chủ là một con tiền hạc đắc đạo. Tu thành hình người. Ngày nay đã có 600 năm tuổi thọ, nghe nói từng ở Thục Sơn tu được một bộ phận đạo chính thống kiếm tiền thượng cổ. Thực lực của lão đã là cảnh giới hóa lòng đại viên mãn, vô cùng cường đại. Lão hạc này, hắn không qua trưởng môn, đã biết được, có nói thực lực đệ nhất cũng không sai biệt lắm. Trừ phi đại thần thông giả xuất thế, bằng không thì không người nào có thể trấn áp được lão. Lão thu được một bộ phận đạo chính thống kiếm tiền thục sơn, hàng năm bế quan không ra ngoài, không phải đại sự có quan hệ đến sinh tử tồn vong của vạn yêu cốc, là lão không hề xuất quan. Nhị cốc chủ là một con linh miêu đắc đạo, sinh có huyết thống của yêu thần thượng cổ. Hàng năm vân du ở bên ngoài tìm kiếm di tích tiền sơn, rất ít quản tới chuyện trạm cốc. Ngài nói cốc chủ đời thứ nhất, trước kia là tổ tiên của hắn, cũng là người khai sáng vạn yêu cốc. Ở thời chiến quốc đã rời đi, lưu lại đạo chính thống tam sinh công là do nhị cốc chủ kế thừa. Diệp phàm ở lại chính là hai tháng, bỏ cũ lấy mới, ôm giả đổi thực và tại địa phương này hắn cảm ứng được dấu vết của tồn tại vô thượng hóa đạo chỉ có tiểu tùng là vui vẻ nhất điên cuồng vui đùa cùng một đám tiểu yêu chạy nhảy khắp núi đồi tuy nhiên lực tự chủ của tiểu tử này vẫn rất mạnh mỗi điểm đến đều dựa vào tượng phật đá nhỏ kia phun ra nuốt vào ánh trăng có thật sự truyền tù cầu luyện nếu như đã đi vào đất thục dĩ nhiên diệp phàm phải truy tìm một chút chuyện về tiên nhân thượng cổ Sích tử tùng từ lúc ở tiền địa hỏa táng kia, nhìn thấy bảy thanh phi kiếm, hắn cảm thấy là kiếm tiên thục sơn có thể đã xuất từ một mạch khác. Tạm cốc chủ nở nụ cười, nói cho Diệp Phạm biết, xích tùng tử cũng không phải là người nhà thục, xem như là người chết giang, thế nhưng đã tới thục sơn truyền đạo để đại đạo chính thống. Diệp Phạm nghe xong thì giận mình. Ở trong sách cổ, khi nhắc tới xích tùng tử, có ghi là đến từ Kim Hòa Sơn, Thiền Thái Sơn các nơi, mà những địa phương này ở chết giang có, ở xuyên tục cũng có. Đại công chủ thu được đạo chính thống, ghi lại có hơi mơ hồ, giữ nhất chỉ về hướng tiên nhân thượng cổ xích tùng tử, có thể là ông ấy chuyển xuống nhật mạch kiếm tu này. Ông ta là người tu đạo đổi danh nhất ở thời thượng cổ, thời điểm thần đông chưa đắc đạo, từng được truyền thụ bộ phận pháp này, mà khi hoàng đế chưa thành đạo thì cũng từng thỉnh giáo qua ông ta. Một nhân vật nổi danh như vậy, ở thời thượng cổ danh chấn người tu đạo thiên hạ, lưu đại đạo chính thống kiếm tiên cũng không làm cho người ta kinh ngạc, vì đó là chuyện đương nhiên. Ngài có biết xích tùng tử vì sao từ chiết giang đến tục sơn tọa quan tu đạo không? Tam cốc chủ cười hỏi, còn có bí ẩn gì khác hay sao? Diệp Phạm kinh ngạc, tự nhiên có một chút bí tân. Tam cốc chủ gật đầu, nói lên một số giai đoạn thượng cổ. Xích tùng tử cả đời đều theo đuổi, mãi đến kỳ tọa hóa, trước khoảnh khắc biến mất trên đời kia, vẫn như cũ, còn vương vấn không quên, lòng có chấp niệm đều nói sinh Tùng Tử là tiền nhân thượng cổ, nhưng bởi vị thủy tổ yêu thần lại biết rằng hắn không có khả năng là tiên, mà là đang truy tìm biện pháp chân chính để thành tiên. Tạm công chủ cân tiếng nói, Tu Vi đã tới cảnh giới đó rồi, còn gì có thể hấp dẫn hắn chứ? Duy chỉ có thành tiên. Cũng vì thế, hắn vào xuyên thục, hào hết tình lực cả đời, chỉ vì muốn mọc cánh phì thẳng. Hắn có tìm được không? Diệp Phạm hỏi. Hắn ở thiền thài sơn quân chiết sang từng thu được một mảnh tiền cốt, có huyền bí của thành tiên. Dựa theo đó, hắn tìm vào đất thục. Nghe nói, trên tiền cốt có một bộ phận tàn đồ chỉ về hướng nơi này. Thế nhưng, hắn ở thục địa hào phí mất nửa đời. Cuối cùng cũng không có tìm được mật địa. Thất bại trong càng tất, không thể thành tiên. Diệp Phạm được nghe lời ấy, trong lòng thấy chấn động mạnh. Có quan điên cùng với bản đồ cơ hội thành tiên. Chẳng lẽ cuối cùng ở ngày tại tục sơn? Nhưng ngày nay, qua nhiều năm như vậy, còn có dấu vết sao? Vạn yêu gốc ở ngay trong xuyền thục, tự nhiên là sẽ hiểu rất nhiều bí tần tượng cổ các đời cốc chủ cũng từng truy tìm thậm chí đuổi theo tới dấu chân của sích tùng tử lưu lại nằm đó cốc chủ các đời đều dò tra nằm đó sích tùng tử thật sự có thể đã truy tìm thiên nhân chân chính gần như đã sắp chạm đến mục đích rồi nhất là một vị lão cốc chủ 500 năm trước lại có phát hiện kinh người đáng tiếc đã chết đi một cách khó hiểu không kịp nói ra bí mật tam cốc chủ thở dài vạn yêu cốc tiểu phí vô số nhân lực vật lực theo đuổi dò ra trong lúc vô tình ở trong huyền quan thượng cổ có tính đột phá rồi sau đó mở ra cũng không biết bao nhiêu cái huyền quan từ đất tục đến cổ quan của vũ di sơn bọn họ thu được mấy khối ngọc thư thượng cổ từ trong huyền quan cổ xưa nhất nhưng lại mơ hồ chỉ ra một bí mật kinh người hẳn đã có một vị địa tiên trong sách cổ có ghi lại và lại không chỉ ở một chỗ Vạn Yêu Cốc cũng từng suy đoán cẩn thận, cho rằng thừng có thể có một vị địa tiền trần chính mà không phải bị nhân loại thần thánh hóa. Nơi ở của địa tiên ư, cả nửa sườn núi có mấy ngàn huyền quan, hay là nơi táng cốt tiền nhân chứ? Bọn họ và xích tùng tử muốn tìm có thể chính là vị địa tiên kia. Bản thân của hắn cảm thấy vô cùng mơ hồ. Mấy miếng cổ ngọc màu sắc ảm đạm, lâu lắm rồi đã ẩn đi vẻ hào nhoáng, trên nó có vết máu, nghe nói là tiếp xúc đâu cùng thi thể, thì huyết thấm vào mà thành. Diệp Phạm cầm trong tay ngắm nghĩa, mặc dù không có phát sáng nhưng ổn nhuận tình tế, vào tay sinh ra ấm áp. Đây là ngọc thư thượng cổ, tùy tiện một mảnh đều vô giá. Trên miếng ngọc có khắc giáp cốt vằn dày đặc, không hề nghi ngờ gì đây là cấp quốc bảo. Mua một, một miếng xuất thế ra đều sẽ dẫn phát chấn động lớn. Mấy miếng cổ ngọc màu sắc bất đồng, hoặc vàng, hoặc là đỏ như máu, hoặc trắng như dương chi bạch ngọc, đều sáng bóng, nội liễm, như là phủ một lớp bụi, có dấu ấn loang đổ của năm tháng, vừa thấy chính là đồ cổ. Cộng tất cả sáu miếng, đây là cốc chủ vạn yêu các đời, hao hết vô tận tình lực đoạt được, từng truyền qua thượng cổ vào tay, từ xuyên qua thục đến vũ di sơn, và cũng không biết mở qua bao nhiêu hiền quan, mà trong đó có hai miếng cổ nhất, chính là năm đó cốc chủ đời thứ nhất, vị yêu thần thượng cổ kia tự mình tìm thấy. Diệp phàm cho ánh mặt trời chiếu trên miếng cổ ngọc, cẩn thận nghiên cứu, đọc từng chữ một trên mặt và chữ ngoằn nghèo như điểu thú ngư trùng cực kỳ tối nghĩa khó hiểu chỉ biết ý nghĩa đại khái chính theo như đợi tam cốc chủ nói từ trong huyền quan tìm ra ngọc thư thượng cổ có ghi chép một bí mật kinh thiên mơ hồ chỉ về hướng một vị địa tiên xích tung tử nắm giữ một mảnh tiền cốt mặt trên có một phần địa hình bản đồ hắn đến xuyên thục tìm kiếm từng tự tay mở ra mấy vạn huyền quan lại thất bại trong gang thức, không có được như ý muốn Chúng ta không có mảnh tiền cốt chỉ dẫn, bởi vậy thật trực tiếp đi khắp thế gian, mở từng cỗ từng cỗ huyền quan thượng cổ, tìm kiếm điều hắn muốn. Tạm cốc chủ cất tiếng nói. Sáu miếng cổ ngọc này là thu hoạch cuối cùng của bọn hắn, mơ hồ đề cập tới một vị địa tiên, cũng không nói ở nơi nào, căn bản không biết ở phương nào, vô cùng thần bí. Các người đã căn cứ những thứ này mà muốn tìm đến sách tùng tử, cũng không phải đã từng truy tìm được rồi đó chứ. Diệp Phạm lên tiếng, hết sự cố gắng, bất luận kết quả cũng không được gì. Tam cốc chủ nói, các đời cốc chủ đều rất chấp nhất, chưa từng buông tha cho. Địa tiên, nếu đã là tiên, tận có thần thông quỷ thần khó lường, muốn thu được hết thảy của hắn, quả thần khó dễ hơn làm. Thế nhưng, Diệp Phạm khắc ra địa hình bản đồ trên bản tiên cốt kia cho tam cốc chủ xem, hỏi hắn có biết được ở địa phương nào hay không. Chưa bao giờ nhìn thấy loại địa thế này, hẳn là một địa vực nào đó bị pháp trận tượng cổ trẻ chắn, đường kim thế gian không thể nhận ra. Người nói, 500 năm trước, một vị lão cốc chủ có phát hiện kinh người là điều gì vậy? Diệp Phạm hỏi. Hắn chỉ nói ra, rốt cuộc đã biết được, rồi ngay lập tức là rời thế gian. Trước khi chết đi, chỉ ra một địa phương, nhưng chúng ta cũng không thể nào vào được. Tạm cốc chủ lại nói. Là địa phương nào? Diệp Phạm hỏi. Tiền kiếm thiên trì, nơi ngộ đạo của xích tùng tử. Tạm cốc chủ bây giờ thần sắc ngừng trọng, năm đó vì lão cốc chủ kia pháp được thông thiên siêu phàm thoát tục nghiên cứu tình thống trận pháp cuối cùng cũng chỉ là lưu lại một chút hơi tàn rồi mất đi lão cốc chủ chỉ kịp nói ra chỗ cư ngụ của xích tùng tử rồi các đời cốc chủ cố gắng tìm được đến cùng một chỗ có lẽ có thể tìm được địa tiên thục sơn có địa phương tiền kiếm thiên trì hay sao diệp phàm kinh dị chưa bao giờ nghe nói qua Tạm cốc chủ gật đầu rồi nói là địa phương sau khi xích tùng tử truyền xuống đạo chính thống một người luyện kiếm ngộ đạo, và ngày nay căn bản đã không ai có thể đi vào. Diệp Phạm trầm ngâm trong chốc lát, hắn thông qua dao động thần niệm có thể cảm ứng được tam cốc chủ cũng không có nói dối, bởi vậy muốn đi thử một phen. Người dẫn ta đi tìm thử xem. Tam cốc chủ nói thẳng ra, chính là muốn mượn lực lượng của hắn, bởi vì sớm nhìn ra hắn là người phi thường, rất có thể có năng lực so với đại thần thông thượng cổ. Và lại, hắn thông qua tên của Diệp Phạm, liên tưởng đến chuyện hai mươi mấy năm trước, so với từ điệu Đìm ra năm đó lại càng kinh hãi biết được diệp hàm là một trong mấy người cưỡi chín con rồng kéo quan tài biến mất kia tiền kiếm thiền trì tự nhiên không phải được chốn bình thường ngày nay thế nhân không thể biết vì nơi này có pháp trận thượng cổ thủ hộ ngày thường ngay cả chìm chóc đều không thể bay vào ngay ngày hôm đó diệp Hàm cùng tam cốc chủ rời vạn yêu cốc thẳng đường đi đến một dãy núi lớn ở cảnh nội đất thụng. ngàm bì sơn nuôi đoàn trùng điệp sơn thế hùng vĩ cảnh sắc thần tú, có hàng ngàn hàng vạn khí tượng. Nơi gọi là Thục Sơn chính là gọi chung dạy núi ở vùng phụ cận Nga Mi. Nơi này cổ mộc che trời, cầu mây trời nối liền và hàng cốc sâu thảm thẳm, vạn suối nước chảy tróc rách. Nơi này khí hồng trần quá nặng. Diệp phàm nhíu mày rồi nói, không cho là có đạo khí chính thống kiếm tiên. Không có biện pháp, ngày nay địa phương này trở thành một chỗ thắng cảnh, dù khách nhiều lắm. Người tu đạo sớm lui đi, tạm công chủ lại nói. Nga Mì Sơn là một trong tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Quốc, là đan trang của Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày thường có rất nhiều du khách. Tam công chủ nói tiếp, không thể không nói, Phật giáo rất nhìn xa trông rộng, Trước khi thời đại mạn Pháp tiến đến, đã bắt đầu truyền Pháp về phương Đông, mượn dùng nhiều chỗ đỉnh sơn của trung thổ ta tu luyện, bảo đảm không ngừng kế thừa, mà Ấn Độ cũng không có tin Phật. Nơi này là đan trang của Phổ Hiền Bồ Tát. Để cho ta tới nhìn thử xem còn có thánh nhân tượng cổ tồn tại hay không? Diệp Phạm đứng trên không trung qua trả thần thức cường đại, nhưng cũng không có phát hiện ra gì. Người tu hành Phật môn chân chính đã lùi ra khỏi Nga Mi Kim Đỉnh, tu luyện ở khu không có người cách đó không xa. Nơi đó có pháp trận thủ hộ, phạm nhân không thể phát hiện ra được. Tạm cấp chủ lại nói. Đồng thời, hắn nhắc tới ưu điểm của Phật môn, thông qua hương khói tụ nạp tín ngưỡng, dựa vào tín niệm lực để tu luyện tại thời đại mạt pháp này có ưu thế thật lớn trung thổ không có người nói theo sao diệp phàm kỳ quái mà hỏi không có cách nào trung thổ người mạnh nhiều lắm một cái đạo giáo đã được phân ra gần cả trăm bồn phái không tin phục lẫn nhau kết quả ngay cả tam thành đều là thỏa hiệp lẫn nhau lại càng không cần đề cập tới yêu tộc không có sắp xếp ra chung một hệ thống thần vị nên đối lập mâu thuẫn lẫn nhau dù có hương khói đến tột cùng là thờ ai thổ địa thanh hoang sơn thần diêm vương quan nhị gia thiền sư tai thân môn thần táo thần lòng vương vương mẫu thượng đế tạm thành hoàng tiên hậu thổ người thợ ai diệp phàm nhức đầu một trận nghĩ lại quả đúng là như thế tạm công chủ liệt kê ra các thần vị không nhất định có tồn tại nhưng đủ để nói rõ một vấn đề trung thổ quá mức cường đại đều tự vi tôn và không có nói tới yêu tộc chính là đạo giáo bản thân đều là đối lập lẫn nhau không thể thống nhất được chính vì người mạnh quá nhiều môn phái sàn sát mới có thể cùng tồn tại giáo phái ngoại lai khác. Cuối cùng, hết thảy tu sĩ trùng thổ dựa vào đạo hạnh bản thân mình để vượt qua, bằng bản thân mình để tu luyện, không dựa vào ngoại lực tín ngưỡng, tu ra thần thông, ngược lại càng cường đại hơn. Nói đến tụ nạp tín ngưỡng, cậy vào niệm lực tu luyện, đạo chính thống phương Tây còn sâu xa hơn Phật giáo. Có cơ hội, người đi thánh thành ra độ lát thành của Jerusalem, đi phạm đế cương của Vatican, một chuyến để hiểu rõ ngay nơi đó niệm lực càng tinh thuần, mình bồng như sông biển. Cũng chính vì vậy, tại thời đại mạt Pháp này, phương Tây còn có thể sinh ra đại thần thông giả. Tam cốc chủ thở dài nói. Thiên địa khô cạn tinh khí đã không còn có linh khí cần thiết cho tu đạo, và lại dân cư càng ngày càng nhiều, lợi dụng sử dụng niệm lực tinh thuần khổng lồ, càng có vẻ là trọng yếu hơn nữa. Diệp Phạm ở ngoài Nga Mi Kim Đính là một chỗ Phật địa, Phật môn hơn bởi dặm, có thể nhìn thấy từng tia từng đợt niệm lực dũng mãnh đi vào. Hắn tản ra thần thức, hướng vào phía trong quan sát, vẫn không nhìn ra la hán nào cả, mà chỉnh thể thực tế cũng không bằng vạn yêu cốc. Bọn họ vẫn không nghỉ chân ở phèn ranh giới Nga Mì Sơn, quẹo trái quẹo phải, cuối cùng tiến vào một vùng pháp trận thượng cổ, đi tới một khu vực mình mông không người. Đây là thục sơn trong truyền thuyết. Diệp Phạm ngạc nhiên thán phục, trước mặt nhìn thấy các ngọn núi cao chọc trời. Một một ngọn đều như một thanh trường kiếm, đều có một cỗ nhuệ khí chứng đạo nghĩa dưới bầu trời. Đây là thục sơn trần chính, ngọn núi đều như kiếm, có một loại khí thế kinh thiên động địa như là muốn đâm vỡ bầu trời cao. Xích Tùng Tử ở trong này lưu lại đạo chính thống, giúp hậu nhân thu được pháp bảo của lão, khai sáng ra môn kiếm tu. Từ lúc nhìn thấy địa thế những sơn xuyên này thì đã chú định rồi. Ngày nay nhất bài kiếm tù đạo chính thống của Xích Tùng Tử lưu lại rất hạ thấp, ngày thường căn bản không xuất thế, nhìn không thấy dấu chân của bọn họ. Cho đến hôm nay đi vào nơi đây, Diệp phá mới cảm ứng được kiếm khí sắc bén ở trên mười mấy ngọn núi. Tam cốc chủ lại nói, nhật bạch này không kém gì vạn yêu cốc, tuy rằng kế thừa có thiếu sót, nhưng vẫn như cũ, không người nào có thể xem thường. Bọn họ không nghĩ dẫn tới phiền toái không cần thiết, nên đi vòng xa xa, né qua bồn phái kiếm tu, rồi sau đó phi hành đi ra ngoài hơn 400 dặm, rốt cuộc đến gần mục đích. Đây là một ngọn núi cao lấp trong mây, vạch đá cao chót vót, thẳng đứng từ trên xuống dưới, như là một thành tiền kiếm cắm trên mặt đất, ngay cả chim chóc cũng không thể đặt chân. Mà còn có một chỗ sát khí sắc bén cuồn cuộn, chém tâm thần của người ta, làm cho cơ thể như muốn nứt ra, xương cốt như sắp gãy đoạn. Tu sĩ dưới hóa đồng bí cảnh dứt khoát không thể đến gần. Diệp Phạm lộ vẻ sợ hãi, ở đương kim thiên hạ lại vẫn còn có một chỗ như vậy, thật sự đã khiến cho người ta sinh ra úy kỵ. Tạm cốc chủ sắc mặt tái nhợt, hắn miễn cưỡng đứng trước núi, bị từng trận kiếm khí tập kích, thân thể như muốn nứt ra vì thường khó chịu. Đây là ngọn núi kiếm tiên, ở trên đỉnh có một thiền trì, tương truyền là chỗ xích tùng tử rửa kiếm. Ngài ngàn vạn lần không nên viễn cưỡng đi vào, bằng không sẽ có đại họa đó. Tạm công chủ sắc mặt trắng bệnh, còn cẩn thận cảnh báo. Năm trăm năm trước đây, một vị lão cốc chủ từ chất ngút trời kia thêm vào từng ăn một quả thần đan của yêu thần thượng cổ lưu lại, tu đạo tám trăm năm trăm, bước vào tiên thai bí cảnh nhưng cuối cùng vẫn nuốt hận ở nơi đây diệp Pham tỏ vẻ đã biết địa phương này kiếm khí cực thịnh tiếng động lèng kèng vang vọng trong thiên địa dường như có ngàn vạn thiên kiếm cùng ngân vang kiếm khí còn không đã thường đến hắn nhưng là hắn cũng không thể không đề phòng vạn nhất thời điểm đi lên đỉnh núi nói không chừng thừng sẽ có đại nạn diệp huỳnh nhất định phải thận trọng tam cốc chủ lui ra phía sau là lớn diệp phong gật đầu bước từng bước một đi đến phía trước tới gần chân núi nhặt lên không có một ngọn cỏ bóng loáng như thần kiếm sát khí hóa thành thực chất hữu hình chém vào thần hồn của người ta Tiểu tùng thật căng thẳng thu mình trong góc áo hắn là nó lo lắng cố ý phải đồng hành mà tim lại đập thình thịch một bộ dáng như đi chịu chết không sao đâu diệp phàm an ủi vỗ vỗ cái đầu nhỏ màu tím của nó diệp phàm mới vừa tới gần liền có tiếng mười vạn thiên kiếm ngân lên chém phá tận trời, thận mang che lấp mặt trời, quét ngang cổ kim hư không. Hắn đạp chân bí quyết chữ hành, hóa thành một tia sáng xông vào trong khe hở kiếm quang, giật nhanh nhằm phía đỉnh núi, tranh đi một đạo đại, lại một đạo kiếm khí sắc bén. Đây không phải là sát trận, đây là kiếm ý vô thượng lưu lại từ năm đó. Diệp Phạm hoàng sợ, xích tùng từ rốt cuộc cường đại tới mức nào, đã qua vô tận năm tháng, kiếm ý hắn lưu lại vẫn còn tồn tại nơi rửa kiếm nơi lĩnh ngộ kiếm đây là một chốt thần địa nếu là ở tại nơi này thời gian lâu có thể chịu đựng được loại kiếm ý này có thể gián tiếp tu được đạo chính thống của hắn đây là một loại di sản vô giá xích tùng tử mang lòng nhân từ nơi đây tuy có kiếm khí tung hoành nhưng đã luyện hóa hết sát khí không còn tính hủy diệt bằng không trên đời khó có người nào có thể đến gần diệp pham đi lên tiền kiếm thiên trì lĩnh ngộ được một loại chân ý kiếm đạo rất nhanh trong lòng yên tĩnh, không còn đối kháng, mà là cất chứa loại đại đạo này. Phía trước có một kiếm hồ tỏa sáng, phát ra thiền tỷ vạn lũ kiếm quang, như là có chôn vùi dưới đó một thành kiếm tiền tuyệt thế. Đây là tiền kiếm thiên trì. Diệp Phạm tự nói, hắn lập tức biết được đạo chính thống vô thượng của xích tùng tử chân chính ở nơi đây. Hào quang trong mắt hắn chợt ngừng lại, lập tức hiểu được 500 năm trước, vạn yêu cốc chủ vì sao nói như vậy bởi vì hắn cũng lĩnh ngộ được di lưu của xích tùng tự. Bản thân của hắn cảm thấy thật kinh ngạc. Trên ngọn núi cao nhất này có vài cây cổ tùng mọc ở sát ven hồ, thụ đình không biết bao nhiêu năm, giống mấy con đảo lòng quấn quanh, nâng cao các nhánh cây cổ xưa cứng cáp lên trời, mở rộng lên hướng bầu trời. Ở dưới một gốc cây cổ thụ có một tấm thạch bàn rất là thô sơ, cổ sơ tự nhiên, tuyệt không được chăm chút tới. Nó dựa theo một khối nham thạch tà khắc mà thành, như con trâu nằm ngang, ở trên mặt có ba miếng cổ ngọc màu sắc ảm đạm, có các chữ triệt ở trên đó, nằm lăn lóc ở đó đã mấy ngàn năm. Diệp phàm nhìn thấy ba miếng ngọc thư thượng cổ này, lập tức hiểu được năm trăm năm trước đây, vị lão cốc chủ kia đã hợp nhất chín miếng ngọc thạch, hơn phần nửa đã tham ngộ ra hướng đi tới chỗ địa tiệt. Hắn cân bước đi tới phía trước, trên ngọn núi cao nhất rất bằng phẳng, ngoài mấy cây thông già và cỏ cây hiếm thấy khác, trụi lủi giống nhau vách đá dựng đứng. Mà lúc này, hắn cũng cảm nhận được một loại kiếm ý cường đại, vô kiên bất tồi, chỉ thẳng vào nguyên thần dường như là muốn chém hồn phách hắn. Diệp Phạm dung hợp vào trong hư không, thiền địa đều không có được. Hắn tế ra cái đỉnh, lơ lửng trên đỉnh đầu vạn vật mẫu khí. Vạn vật mẫu khí rơi xuống như mưa bảo hộ tạo thần của hắn. Thỉnh thoảng có kiếm khí sắc bén bổ tới, mỗi một lần đều trầm trọng như vạn quân. Nếu không phải thánh thể nhân tộc một kích đó đủ để chém giáo chủ thành thịt vụn. Vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động kêu leng keng, như là núi sông đang nổ vang, phát ra từng tràng tiếng vang, cả sơn thể đều rung chuyển giống như kiếm tiền sống lại. Diệp Phàm vội thu tiểu Tùng vào trong đỉnh, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không lo được cho nó, kiếm ý vô thượng của xích Tùng tử chấn nhiếp tâm hồn của người ta, tuy rằng đã luyện hóa hết sát khí, nhưng vẫn như cũ không phải người bình thường có thể đến gần nếu như còn tồn tại sát ý, chỉ sợ cho dù thánh hiền viễn cổ đến đây đều khó đi tới được vài bước. Hắn không thể không kinh sợ. Ở trong liệt thiên truyện, hắn đã nhắc tới vị tu đạo đệ nhất thời tượng cổ này, quả nhiên pháp lực thông thiên, có bản lãnh nghịch thế, sâu không lường được, khó tranh sống cả đời chỉ vì thành tiên. Ở thời điểm cách thạch bàn còn có 9 bước, Diệp Phạm dừng lại, suốt cuồng, khó có thể đến gần thêm được nữa, phía trước dường như có tiên kiếm của vạn quân đang chĩa vào hắn mặc dù có tình hộ thân nhưng thân thể vẫn như sắp nổ tung đây là một loại kiếm ý mênh mông không gì sánh nổi đương thời không ai có thể chống đỡ được từng đợt từng đợt vệt kiếm xuất hiện ở trên hư không đồ để chém nát vương trảm đạo diệp phàm bây giờ vận chuyển bí quyết chữ binh định cách không thủ lấy bà miếng ngọc từ thượng cổ nhưng mà đúng lúc này một đạo ánh sáng vĩnh hằng phát ra ánh sáng chói mắt và lúc này đều không có gì tồn tại, chỉ có một đạo kiếm quang này. Nhật nguyệt tinh tú trên bầu trời đều có vẻ bé nhỏ, không đáng kể, am đạm không có ánh sáng. Một loạt tiếng vang rền so với tiếng sấm còn khủng bố hơn, tránh cũng không thể tránh. Vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động mãnh liệt, Diệp Phàm mồm to học máu bay tung ra ngoài. Tiếng còn còn vang lên. Cùng lúc đó, cả ngọn núi kiếm tiên này cũng rùng chuyển, mười vạn tiên kiếm đồng loạt ngân vang, phát ra hào quang chói mắt, chém thần trả ma, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Diệp vàng bay tung ra ngoài trường vài dặm, lau sạch vệt máu, màu vàng nơi khóe miệng, trong lòng chấn động mạnh. Đây là lần đầu tiên từ sau khi hắn trở lại địa cầu bị đả thương. Loại kiếm quang này có thể giết chết vương trảm đạo, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Với vạn vật mẫu khí đỉnh hộ thân đều bị đả thương. Các loại lực đạo quá lớn này, kiếm khí không thể đánh vào thân, nhưng lực đạo trực tiếp chấn thường hắn. Quá cường đại. Xích Tùng Tử không hồ là một trong những người mạnh nhất thời thượng cổ. Tới giờ này, hắn đã có thể xác định, nếu sát khí còn tồn tại, không có bị Xích Tùng Tử ma diệt, ngay cả thánh nhân đến đây đều phải bị chém chết. Tạm công chủ bày tới, sắc mặt trắng bệch, hỏi Diệp Phàm có bị thương không? Hắn vô cùng kinh sợ, từ xa xa đứng xem đều chịu không nổi, càng đừng nói tự mình đi tới. Diệp Phàm lắc lắc đầu, bí quyết chữ giả vừa ra, máu màu vàng cả người chen trúc lao xuống, phát trà tiếng nổ vang như tiếng sấm bình thường, thân thể hắn trong phút chốc phục hồi như cũ. Hắn lại một lần nữa bước đi tới phía trước, ở giữa ngàn vạn kiếm quang lại một lần nữa đi lên ngọn núi cao nhất, đi đến hướng thạch màn, muốn thu lấy ba miếng ngọc thư thượng cổ. Nhưng mà lần này càng nghiêm trọng hơn khi hắn còn cách xa mấy chục bước, mới vừa vận chuyển bí quyết chữ binh, một đạo kiếm quang liền bổ xuống như thiên lôi diệt thế, bá đạo cường mãnh đến mức tận cùng diệp Phạm lại một lần nữa bị chém bay đi lần này bay xa ra ngoài tám chín dặm trong lòng hắn chấn động mãnh liệt như vậy không phải là biện pháp không thể đến gần xích tùng tử đã chết nhưng kiếm ý vô thượng lưu lại vẫn còn mạnh như thế phòng thái vô địch của hắn có thể nghĩ mà biết nếu như còn sống đến bây giờ một kiếm san bằng một viên cổ tinh đạo chính thống cường thịnh cũng không thành vấn đề diệp Phàm lại tiếp tục đi lên lần này hắn không có vọng động còn cách rất xa đã ngừng lại Tiểu Tùng cũng được phóng ra để cùng với hắn cùng nhau ngộ đạo tại chỗ. Hắn không tính toán sông vào trước lĩnh ngộ kiếm đạo của Sích Tùng Tử, bằng không đương thời không người nào có thể đến gần cái thạch bàn và kiếm hồ trong suốt kia. Lần này dừng lại chính là ước chừng nửa tháng, hắn cũng chưa hề nhích động, ngay cả Tiểu Tùng hoạt bát hiếu động đều bảo tướng trang nghiêm, cầm trong tay cái chuông tượng Phật bằng đá, còn thật sự là cảm ngộ. Diệp Phong không thể không rung động, loại kiếm ý này quả thật bác đại tinh thâm, mênh mông khó đường, trong đó ẩn chứa có phân nghĩa của là nhất khí phá vạn pháp. Đúng rồi, ta ở đây khổ tu một phen đi. Hắn thần sắc trịnh trọng ngồi thẳng xuống, còn thật sự thể ngộ suy nghĩ, nghiền gẫm đạo chính thống vô thường của sách tùng tử, rồi nạp vào trong đỉnh. Kiếm tu chủ về công phạt, một kiếm vừa ra, núi sông vạn dặm đều phá vỡ, không gì có thể kháng cự. Tới cảnh giới nhất định nào đó, kiếm không cần vật chất hữu hình, một lá cây, một cọng cỏ, thậm chí một hạt cát, một hạt bụi đều có thể là tiền kiếm, động một cái là đánh nứt núi xé biển. Trong lòng của Diệp Phàm vô cùng chấn động, kiếm ý của Sích Tùng Tử quả nhiên là vô địch, một hạt bụi hóa kiếm có thể lấp biển rộng, một lá cây cọng cỏ hóa kiếm có thể chém rơi nhật nguyệt tình tú. Đạt tới cảnh giới bực này, còn sợ gì ai? Tung hoành vũ trụ thượng cổ, hủy diệt vô số tình vực đều không thành vấn đề. Hắn suy nghĩ đến xuất thần, dù là nhân vật cường đại như vậy, cuối cùng cũng đã bị vây trong vấn đề sinh tử, không thể thành tiên, thọ nguyên khô cạn, cuối cùng tỏa hóa mất đi. Diệp Phạm cân nhắc cẩn thận, kiếm ý này. Hắn biết nhân vật vô thường thời cổ, bọn họ có rất nhiều quan điểm tương thông. Xích Tùng Tử đã diễn biến nhất khí phá vạn pháp, đạt tới cực hạn. Vạn vật đều có thể đạp binh, cuối cùng tụ cùng một chỗ, sử dụng chỉ có nhất khí hóa 10 kiếm, trăm kiếm, tiền kiếm, vạn kiếm, cuối cùng là sử dụng chỉ là một. Một hạt bụi có thể lấp biển, một lá cây cỏng cỏ có thể chăm trời nhật nguyện tình tú. Một người chiến lược hợp bát hoang, tu kiếm cả đời, bình định càn khôn thời loạn cổ. Đây là đạo của sách tùng tử, kiếm chỉ này là hình thức mà thôi. Người đời sau chiếm được cái thừa kiếm tu này, nhưng đến tột cùng có được mấy người thành tựu, không nói cũng biết là bằng không. Diệp Phạm tĩnh tọa, cẩn thận nghiền ngẫm, dùng tâm để thể ngộ, ghi nhớ kiến thức mà không phải chỉ học theo hình thức của nó. Đạt tới cảnh giới của hắn, không có khả năng cải biến ngự kiếm, nhưng vạn pháp tương thông, hắn nghĩ lĩnh ngộ đường kiếm đạo thần kỳ này có thể ngộ đạo. Nhật khí phá vạn pháp, Diệp Phạm chỉ cần nhớ kỹ câu nói đầu tiên này là được. Đây là hắn đã hiểu biết một chân vạc, càng tự nhiên hơn, hình thức gần tới đạo. Đình cũng có thể xem như kiếm không thể khống chế, có thể lấp biển, có thể chém rơi nhật nguyệt tình tú, có thể trấn áp trừ thiên giờ các này trước bi tâm của diệp phàm một cái tiểu đỉnh cao hơn một tấc lờ lửng đền xuống giao hòa cùng tâm thần hắn tìm hiểu kết hợp đạo kinh ở trong nhất khí phá vạn pháp cùng với đạo của sách tùng tử chiếm được thăng hoa nếu như đối địch đỉnh này vừa ra có thể phá tan vạn vật mà nếu như trảm đạo trương không nói cảnh giới chỉ riêng chiến lược cũng sẽ tăng lên một mạng lớn tiểu đỉnh cao một tấc đan vào ra từng đường văn lạc trời sinh ra vật dẫn của đạo. Ngày nay chính là hắn thừa nhận, ở trước mi tâm nở rộ hào quang vô cùng vô tận, rồi rất nhanh nội liễm trở thành bình thường. Tiếp quản nửa tháng, Diệp Phàm mới mở to mắt, dựng thân đứng lên. Hắn không có học tập, rợp khuân theo kiếm đạo của sích tùng tử, nhưng thu hoạch rất phong phú. Hắn nhìn thoáng qua tiểu tùng, tiểu tử màu tím dường như cũng có thu hoạch, cũng cùng một dạng nghiêm trang, ngũ tầm hướng lên trời như đang đi vào cõi thần tiên. Hắn không kìm nổi, vươn ra thần thức, nhìn từ xem đến tột cùng nó ngộ đạo như thế nào. Kết quả lập tức vô cùng kinh hãi, trong lòng đó đang diễn biến vũ trụ. Diệp phàm vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này thật là có đại khí phách, khải tiền lập địa, diễn biến thế giới ở trong lòng mình. Nhưng sau khi hắn nhìn kỹ, không biết tên nhóc này nên cười hay là nên khóc, tiểu tử màu tím kia đem so sánh từng viên tinh tú như một đám hạt thông, đang tưởng tượng có thể tiểu thụ bao nhiêu hạt hắn thu tiểu tử kia vào trong đỉnh, không có đánh thức, mặc kệ như thế nào, có ý tưởng đã tốt rồi, không thể ép buộc lối suy nghĩ của nó. Nói không chừng, ngày sau thật có thể xuất ra đại đạo. Sinh tùng tử cũng không có bảy bố sát trận tại đây, tuy nhiên bởi vì hàng năm luyện kiếm ở chỗ này, từng vết để lại, vết kiếm của đạo trên ngọn núi cao nhất mà thôi. Sau khi trải qua vụ tận năm tháng, vẫn còn có thể phát ra kiếm quang. Diệp Phạm lúc này hiểu rõ đạo như vậy, không còn mâu thuẫn lẫn nhau nữa, rốt cuộc đi vào thạch màn, dễ dàng thu lấy ba miếng ngọc thử thượng cổ vào tay. Sau đó, hắn đi vào ven bờ kiếm hồ, ngừng thần nhìn hồ nước trong veo tỏa sáng, như có như không, có ngàn vạn đạo kiếm quang tụ nạp ở trong nước. Đây là hồ xích tùng tử rửa kiếm, ẩn chứa kiếm quang bất diệt. Hắn ở chỗ này hơn phân nửa đời người, kiếm trì đã sớm thông linh, có thể ngừng tụ ra kiếm ý vô thượng. Diệp Phàm không có xuống nước, chỉ đi vòng quanh một vòng, nhìn thấy đôi đỉnh cuồn cuộn thoát ẩn thoát hiện trong nước một khi chạm đến nó hơn phần nửa sẽ đánh vỡ thiền địa ở trong này cẩn thận tìm toàn một lần xích tùng tử sống thực đơn giản cả đời chỉ vì thành tiên không hề để ý chuyện gì khác cũng không còn lưu lại thứ gì đặc biệt cuối cùng sau khi diệp phàm hiểu ra kiếm ý liền rời khỏi nơi đây bay ra tiền kiếm thiền trì xuất hiện ở giữa không trung tam cốc chủ lập tức kích động chạy tới ngành đón tìm được rồi đi vạn yêu cốc hợp nhất cùng sáu miếng ngọc thư kia, có thể hiểu rõ đến tột cùng là gì. Diệp Phạm lại nói. Quay về vạn yêu cốc, tam cốc chủ trịnh trọng, lấy ra sáu cái miếng ngọc thượng cổ, đặt ở trên bàn đá, hợp lại cùng ba miếng này. Năm đó, xích tùng tử cũng chỉ chiếm được ba miếng mà thôi. Thủy tổ vạn yêu cốc, yêu thần thượng cổ thì chiếm được hai miếng, còn lại bốn miếng là trải qua mấy ngàn năm được hậu nhân tập trung đầy đủ. Chín miếng cổ ngọc này màu sắc bất đồng, sau khi tụ cùng một chỗ như là một thể, ngay cả giáp cốt văn đều có thể đối tiếp với nhau. Tạm cốc chủ kích động nói, vốn rằng chín miếng ngọc thư chính là khắc trên cùng một miếng, chỉ là khác nhau bị người ta phân ra, cho nên có thể đối với nhau nội dung tương liên. Diệp Phạm cũng kinh dị, bởi vì sau khi các miếng ngọc nối liền lại có xuất hiện địa thế long hình, các miếng ngọc thượng cổ hợp nhất quần lòng xuất hiện, giáp cốt văn ghi lại đời nói ngắn gọn, chứng thật địa tiên tồn tại sinh không chạm đất chết không nhập thổ là một tiên thai cả đời không vướng bụi trần chín miếng ngọc tượng cổ hợp lại hiền hóa ra chín mười chín con rồng nhìn kỳ là chín mười chín dãy núi uốn khúc, tập kết cùng một điểm từ thái bảo là hùng vĩ phi thường kiếp người địa thế này thật đúng là thiên cổ hiếm thấy ngay cả diệp phàm đều rơi vào chấn động đây là địa phương nào không nói gì khác chỉ riêng loại địa thế này đã khó lường rồi diệp phàm có học nguyền thiền thư tự nhiên hiểu rõ loại địa thế này hiếm thấy biết bao. Chưa bao giờ thấy qua, ta đi khắp thiên hạ, bất kể là trong nước hay là hải ngoại cũng không có loại địa thế này. tam cốc chủ lắc đầu. Lúc này, ngay cả đại cốc chủ đều bị kinh động. Chín miếng ngọc tượng cổ tụ tập cũng không phải là chuyện nhỏ. Lão đã xuất quan tới đây quan sát. Lão là lão hạc đắc đạo, đã có 600 năm thọ nguyên, khi sắc còn tốt lắm, và tóc bạc mặt mũi hồng hào thực xứng với cái tên lão hạc khi nhìn thấy địa hình bản đồ đàn lòng tập kết tâm thần của lão chấn động mãnh liệt nói thẳng ra từng nghe nói qua về truyền thuyết thượng cổ biết đó là địa phương nào bản thân của diệp phàm nghe rồi cũng cảm thấy ngạc nhiên lão hạc xuất quan sắc mặt hồng nhuận sợi tóc trắng tuyết tình thần quắc thước trong mắt tràn gặp vẻ kinh ngạc nhìn trăm trăm và chín mươi chín long sơn nói nó có tồn tại trên đời diệp phàm chấn động trong lòng chẳng lẽ thật sắp tìm được địa tiên rồi sao đây là địa phương xích tùng tử truy tìm cả đời có cơ hội thành tiên và hiểu rõ bí ẩn sao lão hạc nói địa thế thượng cổ so sánh với ngày nay tuy rằng biến hóa rất lớn nhưng cũng một ít địa phương đường thời có chỗ tương tự có thể tới ngay hiện trường tìm manh mối lão từng nghe được một ít bí tần thượng cổ chín chín lòng sơn khẳng định là có đều không phải là vô căn cứ bản đồ này không có giả chính là còn cần phải cẩn thận so sánh với địa thế sông núi thực tế để tìm ra các người xem trong đó một chỗ có hơi giống hoàng hà hay không địa thế như rồng chen trúc lao xuống biển khí tức lượn lờ quanh quanh hào hùng bàng bạc diệp phàm cùng tam cốc chủ nghe nói đều là ngẩn ra lòng sơn thượng cổ có liên hệ cùng hoàng hà hay sao điều này không khỏi có hơi xa xôi lão hạc vẽ ra trên mặt đất dòng hoàng hà thượng cổ không giống với hiện tại bởi vì ngàn vạn năm qua không biết bao nhiêu lần nó đã thay đổi tuyến đường tương truyền thời thượng cổ trên mặt đất vốn không có dòng sông Hoàng Hà, có đại pháp lực giả mạnh mẽ từ trên mặt đất rút đi một cái đại lòng mạch, di rời Long Sơn mới tạo ra dòng Hoàng Hà cổ, để cho lũ lụt cuồn cuộn một đường chảy xuống biển Đông. Diệp Phong ngẩn người, dòng Hoàng Hà cổ là bị người ta sáng lập ra, nơi đó từng có một long mạch đứng sừng sững, bị người ta rút đi ư, điều này thật kinh nhân. Hắn cúi mình xuống cẩn thận so sánh dòng Hoàng Hà cổ cùng 99 lòng mạch thật đúng là rất giống với một cái lòng mạch trọng đó, thật khiến cho người ta giật mình kinh sợ, thậm chí cảm thấy có chút hoang đường. Đây chỉ là một lòng sơn mà thôi, trên bản đồ địa hình biểu hiện có 99 lòng sơn tượng cổ bảo là hùng vĩ, uốn quanh tập kết cùng một chỗ còn thiếu rất nhiều. Diệp Phạm hoài niệm nói như vậy, nhưng trong lòng lại vẫn có điểm không tin. Nhiều long sơn như vậy tụ cùng một chỗ, tất cả đều là đại lòng chân chính, ngay cả bắt đầu tinh vực cũng không có, và lại sau này hắn từng nghe linh bảo giáo chủ cùng với tam cốc chủ nói qua ở thời thượng cổ đại địa bao la hùng vĩ khôn cùng rộng lớn không biết bao nhiêu so với hiện tại nhưng không biết vì sao ngày nay càng ngày càng nhỏ đi nếu là sự thật chỉ riêng đồng sơn chỗ dòng hoàng hà cổ này không biết phải dài tới bao nhiêu vạn dặm nếu thực dựa theo như lời nói của bọn họ động một cái có thể chính là mấy chục vạn dặm không chỉ địa cầu thay đổi ngay cả thái dương hệ đều nhỏ đi không phải cái dạng này. Lão Hạc lại nói, Diệp phàm cân nhắc, 99 lòng sơn cùng tồn tại, uốn quanh tụ cùng một chỗ, thật sự có điểm không thực tế. Điều đó kinh người biết bao, không nói gì khác, chỉ riêng bản thân loại địa thế này đã khó có thể tưởng tượng ra rồi. Hơn nữa, tất nhiên là tồn tại vô thượng đó, ngay cả đại đế cổ đều đã có địch thủ, mà hơn phân nửa còn không địch lại. Đúng rồi, chẳng lẽ chính vì 99 lòng sơn này hợp cùng một chỗ mà nghịch thiên vì vậy sinh ra một vị địa tiên. Diệp Phạm ngày nay chỉ kém một đường là thành nguyên thiên sư, bất kể là thực lực hay là kinh nghiệm đều độc nhất vô nhị. Đường thời không ai có thể so sánh cùng hắn, nhưng càng là hiểu biết những điều này, hắn càng kiếp sợ hơn. Lão Hạc một bực khẳng định dòng Hoàng hà cổ là một long sơn trong đó, bởi vì luận theo hình thế rất giống như một cái lòng mạch trên bản đồ địa hình. Cái này có lẽ phải nhìn tận nơi, chín lòng sơn thượng cổ nếu thật sự tồn tại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Diệp Phạm lẩm bẩm. Thế rồi bọn họ quyết định lập tức lên đường, đi tới dòng Hoàng Hà Cổ, từ Hạ Du một đường thẳng lên Thượng Du, thẩm tra theo hình thế cũ, dò tìm 98 lòng sơn khác.